Các bạn, thành phẩm của mình vừa mới làm xong nhé, món kim chi Hàn Quốc mà các bạn có thể dùng để ăn ngay nhé, rất là ngon như thế này. Mình lấy ra đĩa để mình dùng bữa. Cái phần kim chi này khi mình ăn không hết ấy, các bạn ạ, mình dùng đĩa thôi, còn lại thì mình sẽ cất vào hộp nhé. Các bạn vừa bảo quản được trong ngăn mát tủ lạnh để chúng ta dùng dần nhé, rất là ngon. Để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ạ, một cây cải thảo 1 kg các bạn nhé, một củ cà rốt, một ít hành lá các bạn ạ, các bạn có thể dùng hẹ hoặc hành lá đều được nhé, một củ hành tây, một củ gừng, tỏi, gừng củ bé thôi các bạn ạ, và bột lép các bạn cho mình 15g bột lép nhé, ớt bột Hàn Quốc cũng vậy ạ. Khoảng độ 15g đường muối các bạn nhé, đường muối thì mình sẽ cho vào tỷ lệ sau thì mình sẽ nói sau, và các bạn cho mình một chút nước tương nhé. Ở trước tiên thì mình sẽ đi rửa sạch phần cải thảo, hành và cà rốt nhé. Hành mình sẽ cắt ra, cà rốt mình sẽ gọt nhé, gọt vỏ đi các bạn ạ. Cải thảo các bạn cũng cắt cái phần bẹ này ra để mình đi rửa nhé, cắt hết cái phần bẹ này ra, rửa từng tàu. Đây các bạn, khi cái phần cải thảo mình đã rửa xong rồi các bạn nhé, bây giờ mình sẽ thái cái phần cải thảo ra, thì các bạn sẽ thái cho mình thành những miếng vừa ăn nhé. Cái cẳng này mình sẽ cho ra một cái to sạch các bạn nhé, lá các bạn sẽ bỏ riêng ra cho mình. Đây các bạn, xong rồi nhé, thì các bạn sẽ cho mình vào đây 1 thìa canh muối. Cái phần này thì mình sẽ cho nó ra nước một chút các bạn nhé. Phần lá thì các bạn cho mình đường nhé, để cho nó có độ ngọt ạ, và nó giữ được độ giòn của rau. Các bạn sẽ khóc đều lên cho mình nhé, khóc đều lên cho nó ngấm gia vị, ngấm muối ấy. Và mình sẽ để 15 phút ạ. Cái phần lá này các bạn cũng trộn đều lên cho mình. Đây ạ, cái phần hành này thì các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Cái hành lá các bạn cũng cắt ra cho mình. Cà rốt các bạn sẽ bào sợi cho mình nhé. Đây các bạn sẽ cho mình 2 tép tỏi, các bạn sẽ đập ra cho mình nhé. Nếu mà bạn nào mà ăn chay ấy, thì chúng ta sẽ không dùng tỏi nhé. Bởi vì những trường hợp ăn chay ấy, thì các bạn sẽ không ăn tỏi. Chúng ta bỏ cái phần tỏi này đi. Gừng các bạn sẽ nhỏ cho mình nhé. Mình băm nhỏ cái phần gừng này.
phần này xong rồi thì các bạn sẽ cho mình vào đây một thìa canh đường này và một thìa canh muối nhé. Mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên các bạn ạ. Đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong, mình cho vào đây một bát canh nước mắm này nước nhé. Và mình cho vào đây cái phần bột lép các bạn nhé, khoảng độ 15g ạ. Sẽ quấy tan đi để mình nấu chín cái phần bột lép này lên. Mình phải cho là nước nguội các bạn nhé, nếu mà nước nóng ấy, thì nó sẽ bị chóng hòn các bạn ạ. Nước nguội để mình quấy tan để mình nấu lên nhé. Đây các bạn sẽ nấu chín cái phần bột lép này lên cho mình để nó có độ sánh nhé, khi chúng ta làm kim chi và nó lên men chua nữa ạ. Các bạn sánh đặc này nhé, nấu nào cho nó chín đi. Đây ạ, bây giờ là bột lép đã chín rồi các bạn nhé, mình sẽ tắt bếp để nguội ạ. Cái phần kim chi này mình đã cho muối vào các bạn ạ, và nó đã chảy ra nước rồi nhé. Bây giờ mình sẽ rửa lại cái phần cải thảo cẳng này nhé các bạn nhé. Đây các bạn để cái phần bột này nhé, bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột này ra. Các bạn sẽ cho mình vào đây thìa nước tương để mình lấy cái phần bột này ra nhé, cho nó dễ nhé. Chỉ còn cái phần bột này các bạn để như thế này là được rồi ạ. Đấy, mình quấy đều lên để khi phần bột này nó chắc ra hết nhé. Các bạn sẽ vét cái phần bột mình cho vào cái tô này nhé. Mình sẽ trộn đều cái phần cải thảo này nhé. Các bạn sẽ cho mình thìa ớt bột Hàn Quốc vào nhé. Đây một thìa nữa. Cũng trộn đều lên các bạn ạ. Khi mình đã rửa xong phần cải thảo rồi các bạn, bây giờ mình sẽ cho vào đây. Và cái cải ná này nữa các bạn cũng cho vào cho mình. Đây ạ, mình sẽ cho cái bát hỗn hợp mà mình vừa làm lúc nãy nhé, để mình bóp cho nó đều lên. Vét hết cái phần này xuống. Thế các bạn, bây giờ mình sẽ bóp để cho nó đều nhé. Thì các bạn, khi mình bóp như thế này được rồi nhé, các bạn thử xem là cái gia vị này vừa chưa nhé. Nếu mà chưa vừa ấy, thì chúng ta sẽ cho thêm nhé. Độ mặn mình cho vừa rồi đấy các bạn ạ. Mình sẽ cho vào đây thêm thìa đường nữa cho nó ngọt nhé. Ngọt thêm. Nếu các bạn mà ăn chay ấy, thì chúng ta không nên cho tỏi và không nên cho nước tương, thì các bạn cho nước tương chay cũng được nhé. Mình sẽ để nửa giờ nữa là mình có thể lấy ra mà ăn được cái phần kim chi này rồi các bạn ạ.
đỗ lạnh nửa giờ sau mình lấy ra mình ăn. Đây là mình làm kim chi ăn ngay ấy các bạn ạ, cho nên là không cần phải để lâu nhé. Đây các bạn, sau khi mình để cái phần kim chi này được 30 phút rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nhào lại là mình có thể lấy ra để mình ăn ạ. À, các bạn trước khi cho ra đĩa nha, các bạn có thể lêm lếm xem là cái phần kim chi này đã vừa với gia đình nhà mình chưa nhé. Rất là ngon rồi các bạn ạ. Đây là chúng ta làm cách này, cách muối ăn luôn. Các bạn làm ăn không hết ấy, thì chúng ta có thể cất vào những cái hộp để mình dùng dần nhé. Cái kim chi này các bạn có thể ăn với thịt luộc cũng được, hoặc là xào lên ăn cũng được nhé. Rất là ngon luôn, hoặc mình ăn với đồ nướng của người Hàn Quốc ấy, rất là hợp lý luôn đấy ạ. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.